Ung thư máu là một trong những loại ung thư nguy hiểm, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và chức năng của các tế bào máu. Việc hiểu rõ nguyên nhân gây ra ung thư máu có thể giúp phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh. Dưới đây là 5 nguyên nhân hàng đầu có thể dẫn đến ung thư máu. 1. Tiếp xúc với bức xạ cao. Tiếp xúc với bức xạ ion hóa mạnh, chẳng hạn như từ tai nạn hạt nhân, làm tăng nguy cơ mắc ung thư máu. Những người sống hoặc làm việc gần các nguồn phát xạ cao trong thời gian dài dễ bị tổn thương DNA, làm phát sinh các tế bào ung thư trong máu. Hai, hóa chất độc hại. Những người tiếp xúc với các hóa chất độc hại như benzen, một thành phần trong xăng và một số dung môi công nghiệp, có nguy cơ cao bị ung thư máu. Benzen có thể gây tổn thương tế bào gốc trong tủy xương, dẫn đến sự phát triển bất thường của tế bào bạch cầu. Ba, di truyền và yếu tố gia đình. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư máu hoặc các hội chứng di truyền liên quan như hội chứng đau có nguy cơ cao mắc bệnh này. Điều này chứng tỏ yếu tố di truyền có vai trò quan trọng trong sự phát triển của ung thư máu. 4. Tiền sử điều trị ung thư Những người đã trải qua điều trị ung thư, đặc biệt là xạ trị và hóa trị, có nguy cơ mắc ung thư máu cao hơn trong tương lai. Các phương pháp điều trị này có thể gây ra những đột biến gen trong tế bào máu, từ đó dẫn đến bệnh bạch cầu thứ phát. 5. Hút thuốc lá. Hút thuốc lá không chỉ gây tổn thương phổi mà còn làm tăng nguy cơ mắc ung thư máu, đặc biệt là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, AML. Các chất độc trong thuốc lá có thể gây tổn thương DNA trong các tế bào máu và tủy xương, từ đó dẫn đến ung thư. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.